Như giáo lý Đại Thừa chúng ta thường nghe, trong Thiền Tông gọi là Đại Triệt Đại Ngộ Minh Tâm Kiên Tánh. Nếu họ niệm Phật cầu sanh tịnh độ là cõi thật báo trang nghiêm. Họ không phải cõi đồng cư và cõi phương tiện, vì họ đã chứng được viên giáo sơ trụ trở lên. Giáo môn là Đại Khai Viên Giải. Đại Khai Viên Giải không khác gì công phu thiền định. Ta học giáo lý chẳng hạn như học Pháp Hoa, liền được Pháp Hoa Tam Muội. Học Hoa Nghiêm được Hoa Nghiêm Tam Muội. Sau đó Đại Triệt Đại Ngộ, như vậy mới Đại Khai Viên Giải. Bởi vậy nó cùng một cảnh giới với Minh Tâm Kiến Tánh của tông môn. Nó không gọi là Minh Tâm Kiến Tánh mà gọi là Đại Khai Viên Giải. Pháp môn niệm Phật chỉ một câu A-di-đà Phật, niệm đến mức độ nào? Niệm đến lý nhất tâm bất loạn, cũng là cảnh giới này. Những người này giảng sanh liền hoa khai kiến Phật. Họ không cần bổ nguyện của Phật A-di-đà gia trì, đã thành A-duy Việt Trí Bồ-Tát, sanh vào cõi thật báo. Chúng ta cần phải rõ ràng, chúng ta chưa đoạn phiền não, chưa phá thân kiến, biên kiến, thủ kiến, giới thủ kiến, ta kiến, tất cả vẫn còn. Những người này sanh đến thế giới Cực Lạc là cõi phàm thánh đồng cư. Ở đây chúng ta chú trọng thiên nhân. Có thể nghiêm trì giới luật, thực hành tốt thập thiện, hành trì tốt đệ tử quy, cảm ứng thiên thập thiện nghiệp đạo, đến thế giới Cực Lạc là thân phận thiên nhân. Cao hơn người là thượng bối giảng sanh trong cõi phàm thánh đồng cư. Chúng ta phải hiểu điều này. Trong thế gian hiện tại này, phải đặc biệt nâng cao phẩm vị giảng sanh của mình. Chúng ta xem những gì trong Quán Kinh nói sẽ biết. Quái phàm thánh đồng cư hạ hạ phẩm giảng sanh, ở thế giới Cực Lạc phải tu hành 12 đại kiếp, đến quái thật báo. Thông thường chúng ta gọi là minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật, cũng chính là chứng được, như trong Kinh Hoa Nghiêm nói, là địa vị của viên giáo sơ trụ 12 kiếp. Thực tế thì 12 kiếp đối với Bồ Tát tu hành mà nói là thời gian cực kỳ ngắn. Nếu chúng ta không ở thế giới Cực Lạc mà tu hành ở thế giới này, chỉ sợ đến vô lượng kiếp mới có thể đạt được. Người ở thế giới Tây Phương Cực Lạc vô lượng thọ, 12 kiếp đó có đáng là bao? Ví như ta có thể sống đến 100 tuổi, ta dùng bao nhiêu thời gian để hoàn thành 12 ngày? 12 ngày không phải quá dễ ư? Nhưng ở đây 12 năm cũng không đạt được, đừng nói là 12 ngày. Chúng ta nhất định phải biết điều này. Khi hiểu rõ ràng minh bạch điều này, chọn lựa thế giới Cực Lạc là trí tuệ chân thật, công đức chân thật, thành tựu chân thật. Nếu như không lựa chọn như thế là sai lầm của mình. Dựa vào sức mình để đoạn phiền não là điều vô cùng khó khăn. Sanh đến thế giới Cực Lạc, Phật A-di-đà giúp cho chúng ta rất nhiều. Thế giới đó không có ác duyên, không có mê hoặc, ngày ngày nghe kinh nghe pháp, thân tâm thanh tịnh, khắc phục được phiền não bên trong,
bên ngoài không có mê hoặc. Bên ngoài tất cả đều là tăng thượng duyên, giúp ta tăng trưởng đạo nghiệp, tăng trưởng đức hạnh, không có ác duyên. Câu nói này rất rõ ràng. Trên đỉnh của thiên nhân đã có thường quang, chính là trí tuệ thành tựu. Trí tuệ trong tự tánh, dần dần Phật A-di-đà giúp ta hiển lộ ra ngoài. Trí tuệ hiển lộ một phần thì phiền não giảm một phần, nhất định là như thế. Ở thế giới cực lạc không còn bị thối chuyển, chỉ có tiến bộ, không có thối chuyển.